Welcome to Fast Phonics, the complete systematic synthetic phonics program that is both rigorous and full of fun. À đúng rồi, những từ được tạo thành từ năm âm đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cả cô Jam luyện tập thêm phần đó nhé. Cùng say hello Miss Jam nào. Hello everyone. What's that? Why I can see 5 a.m. Oh, I'm happy to be here. What's 5 a.m.? It's letter J. J. Oh, okay. Well, I think everyone is excited now to have our next game and activity. Yes. Today, look, you have one teacher earlier, but now you have 1, 2, 3, 4 teachers. What's that sound? Did you hear it? What's the sound? Yes, and tonight you're going to use that sound more. Are you ready? Great. Okay, so let me share my screen now and okay, let's check. Oops, I think I forgot one. Okay. Yesterday you learned the 5 sounds in a word, right? Like cramp. K, r, a, m. 1, 2, 3, 4, 5. You got 5 sounds in a word. And today we will continue. Yes. Also, you learned the sound rr. But now, let's watch. Splish, splash, splosh. Let's read some more words that have 5 sounds. Splash. Let's read some more words like this. Spring. Spring. String. Spring. Scruff. Woof. 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 Scruff snaps the string and jumps in the spring. Splash. Woof. Okay, now this sound, like you see, we have the digraph, right? You can see, like, the word here is 5 sound, like scruff, scruff, s, k, r, a, and you have the double one in one sound, the f, f, and here, the m, that's a digraph, and sh. Okay. Các con vừa được cô Jam giới thiệu một từ đấy. Đó là chính là từ mà cô để ở phần chat nhé. Chúng mình thấy không? Từ đấy có tận 6 chữ cái nhưng mà chỉ có 5 âm thôi. Các con biết tại sao không? Vì chúng mình có digraph ở trong âm đó. Đó là những âm mà được tạo thành từ 2 chữ cái. Đó là FF nhưng chỉ tạo thành một âm thôi. Đó là âm F, đúng không? Vậy ở trong từ đó chúng mình có âm S này, K, R, U và 5 âm, đúng chưa? 6 chữ cái. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm những từ mà được tạo thành từ 5 âm hoặc là 5 âm nhưng mà trong đấy có cả digraph là những âm được tạo thành từ 2 chữ cái nhé. Okay, now, can you tell me okay, how many 5 sounds here? We got scruff, string, spring, and splash.
How many? Can you write? Yes, okay, there are four. Now, let's call one. Who wants to read? Cô đang rất nóng lòng được mời một bạn có thể giúp cô đọc nào. Cô thấy có Minh Ngọc rất tích cực giơ tay từ đầu giờ luôn. Cô chưa gọi đã giơ tay rồi, vậy thì cô mời Minh Ngọc nhé. Hello Ngọc. Minh Ngọc. Yeah. Yes. Hello. Yes. Let's read the five sounds in a word first. Are you ready? Yes. Yes. Wow. Okay. Let's say scruff. Scruff. String. String. Spring. Spring. Splash. Splash. Okay. Let's read. Scruff snaps the string. The string. And jumps in the spring. And jumps in the spring. Splash! Splash! Wow! That was awesome, Minh Ngọc. Thank you! Thank you. Bye! Bye! Oh, so energetic. Oh, wow. Great job. Now it's time for us to play a game. Yes! But I hope you read also like Minh Ngọc. While she reads, you read word her. Okay, now let's play. The Daily Dozen. Read the word and choose the matching picture. Let's read and choose the matching picture. Okay, let's have the first word. Say, plant. Plant. How many sounds? Five sounds. Yes, what number is that? Number one? Okay, number two. Plant. Plant. What's that? Splash. Oh, okay. Now look at the word splash. Can you tell me what is the digraph? Can you write the digraph? Trong từ này á con nhá. Mình có một phần chat cho cô nào. Digraph trong từ này là âm nào nào? Digraph là âm được tạo thành từ hai chữ cái nhá. Yeah, okay, we have the sh and number one. Splash. Great job. Now we got this one here. Rook. E. Three. Three or three? Okay, number one. Three. Yes, well done. To call one student. Yes, we got. Giờ thì cô cùng mời tất cả chúng mình đọc cho cô từ này nhé. Tất cả các con đều hãy đọc thật to để bố mẹ có thể nghe thấy và đọc thật to lên để cô cũng có thể nghe thấy nhé. Và cô sẽ mời một bạn đọc thật to để cô và cả lớp đều nghe thấy luôn. Bạn nào có thể giúp cô nhỉ? Chúng mình giơ tay thật nhanh nào. À, cô đã thấy có 7 bạn giơ tay rồi. Cái này có khó không? Chắc không đâu nhỉ? Cô mời nhé. Cô xin mời bạn Chiến Thắng nè. Hello. Con cần mở mic nhé. Hello con. À, có vẻ như là Thắng không ở đây rồi. Vậy cô mời một bạn tiếp theo nhé. Có thể giúp cô nào. Hello. Okay. Hello. Okay. Can you help me read? Say the sound first. Okay. There are five sounds here. Can you say? Ah. Ah. Mm. Ah. Mm.
Stamp. 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 Very good. Can you tell me which one is a stamp? Stamp. Number? One. Wow, very good. Thank you. Stamp. This, everyone, what's this? The R E Three. Oh, is it a thank you. Okay, we got drink number. Yes, drink. Number two. Well done. I think that's a sushi, Phúc An. Okay, next one. What's this? String. Number. String. Yes, number one. Oh, I miss watermelon. Okay, melon. Melon, yeah. Melon. Watermelon, number one. Melon. Okay, next. What's the digraph? What's the digraph? Không biết là digraph trong từ này là âm nào các con nhỉ? Digraph là những âm được tạo thành từ hai chữ cái đấy. Brown, yes, very good. Number one. Brown. Brown. Ow. Ow. The digraph is ow. Okay, this one is a kennel. Kennel. Oh, can you see what letter is doubled? What is the consonant doubled? Yes, letter N. Very good, Jing. And it's number kennel. Trunk. The roof. Trunk. Number one, yes, the trunk of the tree. Oh, which one is shrub? Shrub, like shrub. Shrub. Oh, can you tell teacher what is the vowel? What's the vowel? There is one vowel. Vowel là nguyên âm các con nhé. Chúng mình cùng giúp cô tìm nguyên âm trong từ này nào. Yes, very good. Number one is letter shrub. Shrub. Crack. Crack. K. R. Okay. If you can tell me the sound. Consonants, but one sound. Can read. Who can read? Cô mời một bạn đọc cô từ này, đọc cho cô từ này nhé. Và chúng mình cùng lắng nghe bạn này đọc nào. Xem là bạn có đọc đúng không nhá. Cô xin mời cô ai. Hello. 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 Con đọc nào. Help, please. Read first. This is crack. Crack. Oh, I think it's Kayang. Okay. Okay, which number? Number two. Wow. Crack. Great job. Thank you. Good job, everyone. The Daily Dozen. Yes, no. Read the word and choose the matching picture. Now I will try another one.
with a minute here. Các con ơi, hôm nay chúng mình đang học những âm rất đặc biệt đấy, cho nên là các con đừng quên là hãy nhắc lại theo cô nhé. Vì cô bật mí rằng là chúng mình sẽ có những game rất là hay vào cuối buổi ngày hôm nay, nên các con cùng đọc theo cô để chơi game đấy được tốt nhất nhé. Okay, today we will learn about plurals. Yes, plurals like many. Like if before you have Miss Ling one. Now we, me and Miss Ling too. We got two teachers, and now we add s. When we have plural like this, only one, we say cat. But look, another cat goes, and we add s. So it will be cats. Các con đang đến với phần tiếp theo đó là plurals, có nghĩa là số nhiều các con nhé. Cô Trang có giải thích là đầu tiên chúng mình chỉ có cô thôi đúng không nào? Nhưng mà bây giờ có thêm cả cô Trang nữa, vậy là có hai teachers. Vậy thì chúng mình sẽ thêm âm S vào sau từ teachers. Tương tự như thế, như chúng mình đang nhìn trên màn hình, chúng mình có từ cat. Từ cat đầu tiên mà không có âm S có nghĩa là một con mèo. Thế nhưng khi từ hai con mèo, ba con mèo, từ hai con mèo trở nên thì chúng mình sẽ thêm âm S vào sau từ cat cho cô và đọc là cats. Ok? Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô cho em tìm hiểu thêm những từ khác nữa nhé. Wow, yes, very good. But sometimes, oh no, the S needs more. So we add the letter E. S, like box, we go boxes. Okay? Vậy là luôn luôn có trường hợp đặc biệt đúng không nào? Chúng mình ngoài việc thêm S thì có những từ mà các con còn thêm đuôi ES từ box, nhưng mà nhiều là một chiếc hộp, nhưng mà nhiều chiếc hộp không phải là box mà là boxes. Vậy thì chúng mình sẽ cùng cô tìm hiểu xem những từ như thế nào thì thêm đuôi ES nhé. Yes, okay. So now let's try to watch the video again for this part. Okay. Don't forget. Yeah. Oops. Okay. It's loading. Yes. Okay. So we add S or ES to plurals. Oops. Mà là số nhiều thì các con sẽ thêm âm S hoặc là âm ES. Đúng không nào? Giờ thì chúng mình sẽ cùng xem video của mình nhé. Các con đừng quên là trong lúc xem thì hãy nhắc lại thật nhiều theo cô để luyện âm nhá. Plurals. A plural means more than one thing. For some words, simply adding S can make the word mean more than one. Sound out each letter and then blend them together. Cat. Cat. Letter S can change one cat into lots of cats. Cats. Some words need a little more to make the plural. Sound out each letter and then blend them together. B-a-x. Box. This word needs E-S. E-S. To make the plural. ES can change one box into lots of boxes. Boxes. Look for plural words ending in S or ES when you read. Okay, yes. Okay, so if you say box, that is only one. But if we add ES, it will have a lot of boxes. Like that. Okay, now let's play another game here. Knock it down. Find the word and knock it down. Okay, so you will listen and knock the word. Find the word said. Said. Did you hear it? Said, like A, D,
sad. Có nhiều bạn comment trong phần chat đáp án rất là chính xác rồi đấy. Sad, yes. Okay, let's not. Is it correct? Yes. Find the word about. 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 Very good, Ching. That's correct. Find the word onto. 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 Who would like to read? Yes, who likes to read? Cô sẽ nhờ một bạn giúp cô đọc từ này nè. Chúng mình vừa nghe thấy từ gì nhỉ? Bạn nào có thể giúp cô đây? Các bạn giơ tay thật nhanh nào. À, cô đã thấy có Tú Anh, có Ly, có Nam Phong, Bảo Nam. Cô xin mời Bảo Nam nào. Onto. Yes, okay, can you say the sound first? O. O. N. N. E. T. M. O. T. O. Onto. Onto. Very good. Thank you so much, Bao. Yes. Thank you. Find the word likes. Likes. L. I. That's right. likes. All right. Find the word ever. Ever. Like eh. Eh. R. Ever. Find the word here. Here. E. R. Eh. Here. Very good. Wow. Find the word children. Children. Ch. Ch. E. L. D. R. Eh. Oh, it's so long. Yes, children. Hooray. Find the word bin. Bin. Like B. E. N. Bin. Yes. Oh, we only got find one word left. Himself. Okay, and that is the one. Yes. Yeah. Amazing, everyone. Don't forget now. I think we can play one more. Yeah, let's play one more. Nên là cô Trang knock sẽ it down. Chúng mình thêm một game find nữa the nhé. Word and knock it down. Let's speak number and then we play game with the plurals. Oh, I think someone write zebra and zebras here. Oh. Wow. Okay. Let's check. Oh, it's so slow. Ow. Ow. Okay, here. Silly balls. Let's count the syllables. Chúng mình cùng cô đếm âm tiết trong những từ này. Tap on the vowels in this word. Can you write the vowels? What are the vowels? Vowel, nguyên âm các con ơi, chúng mình cùng tìm nguyên âm nào. How many vowels? Yes, there are two vowels. What are these? Tap on the vowels in this word. Yes, great job. Oh. Great. Great. That is a two-syllable word. Read each syllable and then blend them together. Morning. Morning. That will be morning. Find the picture that matches.
which picture is for morning? Yes, number one, you see the chicken. Wow. Morning. 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 Now let's have the next one. Tap on the vowels in this word. What are the vowels? Two vowels. Eh. Oh, yes, okay. Tap on the vowels in this word. Oh. Great! That is a two-syllable word. Read each syllable and then blend them together. Belongs. 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 Find the picture that matches. Picture belongs here. One or two? One? One, one. Yes. Oh, wow, great. Belongs. Now let's pause. Belongs. My student, good syllable. Tap on the vowels in this word. Cô sẽ mời một bạn giúp cô làm phần này nhé. Phần thật là đặc biệt đúng không nào? Thì mình hãy đánh bại chú bò thật là xinh này xem nào. Tap on the vowels in this word. Cô xin mời Hồng Nhung nhé. Hello Nhung, con cần mở mic nhé. Tap on the vowels in this word. Hello. Okay. Hồng, Hồng. Can you tell me what are the vowels? Tap on the vowels in this word. And? Oh, oh. Very good. Now let's read, Hong. Great. That is a two-syllable word. Goodbye. Read each syllable and then blend them together. Bull. Bulldog. Dog. Dog. Bulldog. Bulldog. Very good. Thank you. Find the picture that matches. Thank you so much. I love you. I love you so much. Bull, dog, bulldog. Dog. Yes. Tap on the vowels in this word. Silver. What are the vowels? Yes, very good. Yes, silver. Great. That is a two-syllable word. Read each syllable and then blend them together. Silver. 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 Find the picture that matches. Oh, which one is silver? Like the coin. Number? Yes, number two. And now, let's go one. Silver. Silver. Cô sẽ tìm một bạn giúp cô làm câu tiếp theo nhé. Bạn nào có thể giúp cô nhỉ? Tap on the vowels in this word. À, cô đã thấy có rất nhiều cánh tay giơ lên rồi. Cô xin mời. Cô rất là xin lỗi vì cô có thể là không gọi được tất cả chúng mình. Các bạn rất là buồn cô đấy. Nhưng mà chúng mình đừng quên là có kênh tương tác rất lớn ở trong phần Zalo, các con có thể gửi video qua đấy nhé. Bây giờ thì cô sẽ xin mời bạn Tường An nào. Tap on the vowels in this word. Hello. Hello teacher. Oh, okay. Can you help me find the vowels? Tap on the vowels in this word. Can you help me? I N E. Yes, I and E. Now, let's try to read. Great! That is a two-syllable word. Read each syllable and then blend them together. Pig. Pen. Can you say? Pig. Pen. Find the picture that matches. Can you say? Pig. Pen. Con đọc cùng cô nào. Big pen. Big pen. Which one is a big pen? Find the picture that matches. One or two? Mấy con nhỉ?
find the picture that matches. Okay, number two. Thank you. Pig, pen. Pig pen. Wow. Thank you, Anne. Great job, everyone. Now, I think it's now time for our pick quiz. Yes? Yes, it's time for our pick quiz now. Are you ready? Okay, try to answer now. Yeah. Ooh, it's loading. Peak quiz. Let's complete an end of peak quiz. Let's go. Find the word grasps. Oh, which one is grasp? Grasp. Yes, very good. Number two, let's check. What sort of legs has Scrap the dog got? Okay, what sort of... I think we can skip this one. Okay. Little, yes. Oh, someone answered little. Find the picture with this sound. Thr. Thr. Which one is the sound? One, two, three. One, two, three. Find the picture with this sound. Thr. Okay, all three. Very good. Which word is the opposite of smile? Okay, we can skip this. Which word is not real? Oh, I think this one is a bit difficult. Not real. Có nghĩa là từ đó không có real. Không có thật nào. Thinks, feels, or grasp? Number one. Yes. Read the word. Find the matching picture. Sprints. Sprints. Oh, let's go one. Chúng mình cùng cô sẽ mời một bạn nhé. Một bạn có thể giúp cô đọc đầu từ này nào. Các con ơi, cô mới thấy có 15 bạn giơ tay thôi. Còn bạn nào mà chưa được cô gọi trong hôm nay thì các con giơ tay thật nhanh nhé. Cô Trang đang rất tích cực nhắc chúng mình đấy. Nhưng mà cô mới thấy có 18 bạn thôi. Chúng mình ra tay thật nhanh nào. Bạn nào có thể giúp cô nhỉ? Cô thấy có rất nhiều tên quen thuộc ở đây. Cô xin mời Nam Phong nhé. Hi. Nam Phong. Hello Phong. Hello. À, có vẻ như là Phong quên mất cách đọc từ này đúng không nào? Vậy thì cô sẽ mời một bạn giúp Phong nhé. Bạn nào có thể giúp Phong đây? Có một bạn rất tích cực comment trong phần chat. Cô sẽ... Nhưng mà cô không tìm thấy bạn đấy giơ tay nhỉ? Cô không tìm thấy tên của con ấy. Cô không thể tìm thấy tên của Joker. Vậy thì cô sẽ mời bạn tiếp theo nhé. Cô xin mời Minh Nghĩa nào. Hello, Nghĩa. Hello. Can you help me say the sound first? Sprint. Can you say? Sprint. Con đọc theo cô nào. R. R. I. I. N. Sprints. Sprint. What number is sprint? Number? Number. Number? Two. Yes, number two. Thank you. Wow. Okay. Now I think we can move to our next game with plural. Okay.
So help me write the plurals of the word. Yeah. Giờ thì chúng mình sẽ luyện tập phần plural các con nhé. Chúng mình sẽ tìm cho cô xem là từ nào sẽ là số nhiều đây. Trong hai từ thì từ nào sẽ là plural nhá. Are you ready? Okay, let's write the plural of... Oh, can you help me? What's the plural of fox? Like fox, can you write? Nhầm phần của cô Trang rồi, cô muốn chúng mình tìm xem số nhiều của từ fox là gì? Chúng mình sẽ thêm S hay thêm ES vào từ này đây? Giống như từ box, thì chúng mình sẽ thêm đuôi gì nhỉ? Wow, we got... Foxes, yes, amazing. Đừng quên đọc cùng cô nhé. Okay, how about dog? Do we add S or ES? Let's go one. Vậy là cô Trang đang muốn nhờ một bạn đấy giúp cô nào. À, cô đã thấy tên của Jack đây rồi. Cô xin mời con nhé. Hello, teacher. Yeah. Hello, can you tell me what's the plural of dog? Do we add S or ES? S or ES? Dogs. Yes, okay, we got dogs with S. Thank you. Thank you, yes. Dosh. Great job. Okay, thank you. Now, kids, how about this one? Rat and great rats. Well done. How about this? Cap. What do we add? Ooh, wow, caps. Yes. How about B? What do we put with B? Yes, we add. No, they got a lot of B's. Yes. All right. Thank you so much for joining me tonight. Yes, B and B's. Can you write more? Do you know more? Yes? Con biết những từ nào thêm số nhiều. Con cùng comment vào phần chat nhé. Comment? Oh no! Okay. Yes. Oh, thank you. Someone said, I love you, Miss Ling and Miss Jen. Yeah, pen and pens. Yes. Lion and... Yes. All right. Thank you so much, everyone. And let's play more next time. Don't forget the plurals, okay? Yes. Okay. Have a good night. See you next time. Bye-bye. Bye-bye, Miss Trang. Chúng mình đã tạm biệt cô Trang chưa nhỉ? Vậy là hôm nay các con đã được tiếp xúc với một phần rất là mới đấy, đúng không nào? Đó là những âm được tạo thành từ, những từ được tạo thành từ năm âm. Thế nhưng mà năm âm này có thể năm âm nhưng mà các con sẽ nhìn thấy mặt chữ có tận 6 chữ cơ. Vì sao nhỉ? Vì đó có âm là digraph, là những âm được tạo thành từ hai chữ cái, đúng không nào? Ngoài ra thì các con còn được tiếp cận với một phần rất hay nữa, đó là số nhiều. Số nhiều có nghĩa là từ 2 trở lên nhé con nhé. 2, 3, 4, 5, 6, đều là số nhiều. Thì có mỗi một là số ít thôi. Và khi mà muốn biến từ đó trở thành số nhiều thì chúng mình sẽ thêm S hoặc là ES vào sau từ đó. Có những từ thì sẽ thêm S, có những từ thì sẽ thêm ES. Và để biết được những từ nào thêm ES thì nó hơi khó một chút thôi. Nhưng mà không sao cả nhé, ở các buổi tiếp theo thì các cô sẽ giúp chúng mình. Hoặc cô thấy có nhiều bạn comment vào phần chat rồi. Thế thì bây giờ cũng đã muộn rồi, các con đừng quên là các cô luôn có gửi những bài tập rất là hay ở trong Zalo cho chúng mình nhé. Mình đừng quên mở ra đấy.
nếu như mà chúng mình không mở ra để luyện tập là cô sẽ rất là buồn đấy. Và buổi buổi sau thì cô mong là sẽ có rất là nhiều bạn tự tin hơn nữa, một những bạn thật là mới, và để giơ tay để cô gọi nhé. Những bạn mà rất tích cực giơ tay từ đầu giờ đến giờ thì cô Linh đều biết. Và cô bật mí cho chúng mình thêm một bí mật nữa, đó là cuối khóa học này các con sẽ có một cuộc thi rất là đặc biệt, và những bạn chăm chỉ sẽ giành chiến thắng, đương nhiên sẽ được nhận phần quà từ các cô, đúng không nào? Giờ thì cũng đã muộn rồi. Cảm ơn tất cả các con đã rất tích cực trong buổi học ngày hôm nay. Bye bye. Chúng mình đừng quên là sẽ có hẹn cùng cô vào ngày mai nữa nhá. Bye bye.